chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Thì một cấu hình mới, một thiết kế mỏng nhẹ nhưng lại là laptop gaming, mức giá thì còn dưới 30 triệu đồng nữa. Thì với NVIDIA RTX 3050 Ti mới nhất chỉ xuất hiện trên các dòng laptop đến từ nhà Asus thôi, thì TUF Dash F15 sẽ thể hiện sức mạnh của mình như thế nào thì cùng mình vào video nhá. Nếu mà như ngày trước các bạn muốn mua một mẫu thiết kế đẹp như là dòng gaming cao cấp ROG của Asus nhưng mà giá lại phải mềm như TUF, thì bây giờ Asus đã thực hiện điều đó cho các bạn. Ở phân khúc laptop tầm trung thì với mức giá chưa đến 30 triệu đồng, Asus đã thay đổi thiết kế của TUF này, vừa giúp nâng cao giá trị của chiếc máy nhưng mà vẫn vừa làm hài lòng ví tiền của các game thủ. Ở thiết kế mới này thì Asus đã phủ lên một màu xám với tên gọi là Eclipse Gray, dịch ra thì có nghĩa là nhật thực. Ngoài ra thì còn một phiên bản màu trắng nữa với tên gọi là Moonlight White. Thì phần mặt lưng này đã được làm từ hợp kim nhôm, bề mặt này nhẵn lì không bám vân tay, sờ vào thì có cảm giác rất là thích này. Và phần thay đổi lớn nhất ở thiết kế chính là logo của TUF, vẫn là hình chữ U với đôi cánh, thế nhưng mà bây giờ đã được cách điệu hơn, gọn hơn và mang đến vẻ hiện đại hơn trong thiết kế của mình. Khung máy mỏng chỉ là 19,9mm, cân nặng có 2kg, thì đây là chiếc laptop TUF gaming mỏng nhẹ nhất khi mà nhẹ hơn 10% và nhỏ hơn đến 20% so với các mẫu máy khác của TUF. Tuy mỏng nhẹ thế nhưng mà độ bền của Dash F15 thì vẫn đạt chuẩn quân đội, vẫn phải trải qua các bài kiểm tra để có thể hoạt động được dù là trong môi trường khắc nghiệt nhất, thế là gần như độ bền bỉ là không phải bàn đến. Tiếp theo thì là dù mỏng nhẹ thế nhưng mà hiệu năng vẫn có thể xử lý tất cả các tác vụ. Thì với NVIDIA RTX 3050 Ti mới nhất kết hợp với cả Intel Core i7 thế hệ thứ 11 11370H 4x8 luồng, RAM 8GB 512GB SSD, thì bây giờ cùng xem qua một chút phần test game rồi sẽ đánh giá về cấu hình nhé. Với một mức giá chưa đến 30 triệu đồng thì cấu hình này sẽ chơi game ổn ở mức setting là medium với các tựa game nặng. Hiệu năng thì theo mình thấy sẽ không bung được hết chỉ với 8GB RAM, mà RAM lại chỉ có duy nhất một thanh, thế nên là muốn tăng thêm hiệu năng thì các bạn nên nâng cấp RAM. Bù lại thì nhiệt độ của F15 khá là mát vì có 4 quạt và 5 ống dẫn nhiệt, cùng hệ thống tản nhiệt tự làm sạch sẽ nhằm đảm bảo hiệu suất tối đa và lâu dài cho máy. Đến phần màn hình thì chúng ta sẽ có kích thước màn tiêu chuẩn to vừa đủ để các bạn chơi game thoải mái, thế nên Dash F15 sẽ là màn 15,6 inch Full HD tấm nền IPS, tần số quét sẽ là 144Hz, độ sáng là 250 nits, thời gian phản hồi là 30 giây với độ phủ màu là 100% sRGB. Ngoài ra thì còn có kết hợp với cả Adaptive Sync sẽ giúp chủ động điều chỉnh tần số quét màn hình để phù hợp với tốc độ khung hình của GPU, sẽ giúp giảm thiểu hiện tượng giật lag hay là xé hình này. Ba cạnh viền màn hình mỏng thế nhưng mà chắc chắn là Asus muốn tập trung vào trải nghiệm chơi game, thế nên là đã không trang bị camera trên Dash F15 này. Xuống dưới phần bàn phím thì nếu như các bạn còn nhớ đến Zephyrus G14 mình vừa review cách đây mấy hôm thì bàn phím của Dash F15 gần như là y hệt, cũng có các phím tắt cho phép truy cập nhanh các chức năng như là điều chỉnh âm lượng này, tắt bật tiếng micro và ứng dụng Armory Crest cho phép điều chỉnh các chế độ và cài đặt theo đúng ý thích của người dùng. Hành trình phím ở đây thì sẽ là hành trình phím sâu, khoảng cách giữa các phím hợp lý, có các phím cụm phím là WASD thì được thiết kế nổi bật để cho người dùng có trải nghiệm chơi game tốt nhất. Touchpad thì di mượt cảm ứng đa điểm, có thể dùng thay chuột rời những mà lúc các bạn cần thiết. Cổng kết nối thì cũng sẽ cực kỳ đầy đủ khi có đến là 3 cổng USB Type-A, 1 cổng USB Type-C tích hợp Power Delivery và DisplayPort, 1 jack audio combo, 1 cổng HDMI, 1 cổng mạng LAN RJ45 và cổng nguồn. Thì nếu như là các bạn thì sau khi xem xong các bạn đánh giá sao về mẫu laptop này, để lại ý kiến ở phần bình luận cho mình biết nhá, cũng như là link sản phẩm và các chương trình khuyến mại mình cũng sẽ để ngay dưới phần mô tả để cho các bạn có thể click vào. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.